người âm tái một tiếng 20 ngàn, thì chỉ chi ra một ngày trời họ làm 10 tiếng thì họ cũng được 200 ngàn mình bao cơm ăn nữa. Thì mình nghĩ thôi vậy cũng được đi đúng không, một tiếng 20 ngàn. Mà cuối cùng làm việc á, mà kiểu như là họ không có trân trọng được cái giờ giấc của họ, họ không trân trọng được cái thời gian của họ. Mà mình thấy á, ví dụ một lần hai lần mình sẽ không nói, nhưng mà mình thấy mỗi ngày cái họ cứ không có sự mà nhiệt huyết với mình á. Hai phần không ok, cảm ơn. Các thi mỗi ngày các thi phải chi trả cho người phục vụ các thi á là trên dưới là gần 5 phút. Bây giờ là 10, 15 người mà làm cho tới tối luôn là khoảng 10 người là 3 triệu đúng không? 10 người 3 triệu mà 15 người thì khoảng 4 triệu rưỡi. Mà bây giờ là mới chưa được 15 người mà giờ mới có 12, 13 người. Là một ngày các thầy phải chi cho như vậy. Mà chưa kể những cái tiền mà lắc nhắc là nhờ người ta lặt rau găm, nhờ người ta nặng tắt duyên nữa đó nha. Tại vì mấy đứa này nhiều khi nó làm trộn cái bánh không kịp á. Có nhiều người nói ủa sao ok có nhiều người nói á sao các thi không chịu mướn sinh viên làm thời vụ, tại vì mình biết là mấy em sinh viên rất là chịu cực để đi làm kiếm tiền. Mà các thi còn nghe được mấy em sinh viên làm thời vụ á, một tiếng có 15 ngàn, nó có 3 bữa cơm đúng không? Bây giờ là một tiếng mấy em làm sinh viên mà thời vụ á, một tiếng có 15 ngàn, 19 ngàn à. Mà các thi bỏ ra là mướn 20 ngàn, còn các thi mướn à. Mọi người biết không, cái bịch nó tắt chỉ banh ra vô tắt. Nói chung là không có tàn liệu công việc của người đàn bà phụ nữ làm nhẹ nhặt á, nhẹ lắm. Có cái là cần tốc lực tốc độ làm lẹ có gì thôi, không có gì mà cực. Còn mấy em đứng ở đây nè, là mấy em sắp ra nhiều hồi đó các thứ làm được, nên bây giờ mấy em lại ăn chay mà làm được. Cho nên á, mọi người biết á, mấy em làm á, là đàn ông cái lực làm nó rất là mạnh. Mấy phần gì cơm lại làm liền. Bây giờ thấy bây giờ mình thấy em á, giờ thấy mấy em á thì tự động á đi làm mất kiếm tiền á, mình thấy á mấy em rất là có nhiệt huyết trong cái cuộc sống á. Em có 10 ngàn không vậy? Nếu có tiền lẻ á. Trời ơi, xin nghe rút nữa. Ok. Đây nè, xin nghe gì vậy? Ok, cảm ơn em. Em đứng lên giùm chị không? Của em 1.2 kìa, 1.2 rõ ràng không đưa tôi 200.
ác như sợ quá. Hai bịch đứng lên cho lấy giùm chị không? Mình đứng lên cái này lấy giùm chị. Sorry. Không, tại không cái này là nó gì vậy á? Hát luôn đi. Hai bịch ok em. Rồi đi. Dài quá. Đứng lên giúp chị nha. Hôm nay cái Huy đẹp trai quá, cái Huy ơi. Cái Huy đẹp trai quá à. Mà cái Huy có PD không? Rồi, từ từ nhé, từ từ. Đứng lên khi em nhờ đến chị là gì đâu? Đây đường quyền lẹ. Đi chị đó, ok. Không, không về được rồi chị. Rồi, ok, năm hàng thôi. Hả? À, dán tiền. Gấp đều nha chị nha. Để gì nè, kéo ngồi ngồi thấy không? Ok, đó gấp cái hàng ghế đây bên kia nữa. Rồi mấy em tuột qua đây. Đó tuột qua ok. Mẹ ơi tội nghiệp có dép quá à. Sao? Thấy mẹ lên mang cái dép tội nghiệp quá à. Vậy hả? Con mua đôi guốc cho mẹ đi. Ở mấy em lên trên ngồi đi. Ở trong đây mang đôi guốc cho ngồi cho chị có đồ chị sắp cho nó đẹp đấy em. Ở đây nè mấy em, ngồi đây đi cưng. Ngồi đây cái sắp gọn đèn đi. Ngồi lên đầu lấy được bánh rồi ngồi lên đầu đợi luôn. Trời ơi, hôm nay không biết gì mà buồn quá trời. Không, từ đêm đến tối tại vì thường thường là giờ này nó đứng đi. À, xin nước chảy thôi. Xài cho trời ơi. Ăn không đá giỡn hoài. Đẹp không? Ui, bữa nay ế quá vậy. Sẫm nụ. Sao đây chuẩn bị đông dữ vậy? Hả? Sao đây chuẩn bị đông dữ vậy? Có đồ chi rối rồi không biết chị. Đừng có chân đá ghế nè lùn không. Sắp ra đá không ai ngồi. Trời ơi. Ngồi tao ngồi. Bây giờ mày bắt tao ngồi cũng được. Xa ra nè. Hỏi thiệt á. Ghế đi con, sắp đều đều cho mẹ ngay nha con. Đó. Mọi người nào mua phải vô ngồi giùm em nha mọi người. Mọi xếp hàng giùm em mọi người đó. Đó. Rồi. Gom tiền rồi. Gom tiền ngay. Gom rồi. Đó. Mình sắp hàng ngay tại em mới sắp ghế rồi đó. Ngồi đây nè anh. Ừ đó, đừng có là lộn xộn em mới vừa sắp cái bông hoa xong. Hết rồi ơi. Hết rồi. Ok. Hết rồi.
cái ghế sao hết lẹ ta. Anh lâu lắm á. Trong mấy cái ghế á. Đếm chừng 1 2 3 4 5 6 7 13 nhân đi. 7 nhân 13. 3 nhân 7. 91. 91 à? 91. Quanh nữa. 91. Không mà bữa chị đếm nè. 100 mấy á. Kìa con sót nhiều cái của mình lắm. 105, 105, 110 vậy đó. Bữa cho gọng phải đâu phải đi mua 100 cái đó. Không, 110, 100 mấy. Chắc ta khuyến mãi. Thôi, đủ hiểu rồi bà. Đủ hiểu rồi, con người bà là dối trá. Quệ mi mà được. Bà là người giám sáo. Trời ơi, có cái Trời ơi, con bé. Trời luôn. Thằng bé nó hỏi anh này là ai vậy? Trời ơi. Giúp đó cùng chị nhắn á. Mấy vần vậy bé? Ủa cho gọng sao bực ra cái tiền được cho đúng giờ chưa? Không, em cũng ngồi con mọi người sẽ lên cái ghế trên đi mọi người. Rồi mình cứ ngồi đó đi mọi người.